Lâm thợ quá nhỉ, nay Lâm thợ quá nhỉ. À, này ông ơi. À, điểm nè, đây nha. Là, ông trưởng quay con là cháu à nhá. À, đây đưa lên mạng cho đây. Không ai. Lấy nó cụ thể. Làm gần xong rồi ông tôm chút tí. Ký vào ký vào không mà đã xong không ký phải cứ làm đo tiền cứ nghĩ còn bây giờ ai có điều kiện chưa có lâm vào thôi ông ơi ông quay cháu đây nhé. Bây giờ chẳng ai giàu chẳng ai có Chào các bác sở nha. À. Mấy ông thu cháu ở đấy à? À đây này đưa lên mạng để có tiền giả không? Xong anh nhổ mái, vung xong anh nói, anh cứ làm yêu cầu với anh ấy, anh đã yêu cầu gì đâu, hay đến ngày mai đổ mái anh yêu cầu thì làm sao mà chuyển kịp? Chiều mai là chốt, ngày mai đã đổ rồi thì thôi.
các anh yêu cầu thì lúc nào tôi có muốn ăn thợ để làm. Không phải không được. Quay chỗ này là cái gì vậy? Quay tiền công quắn nhưng không nói xong không quay để nó vào cảnh từ nhỏ đến lớn cơ. Quan trọng lên mái quay người trên mái đấy lên trên mái quay đây dưới là cút này quay hết rồi. Bây giờ quay bắt xong rồi qua bắt cái có 10 triệu công đức. Xong 10 triệu à? Đây. Có ăn 10 triệu. Ông nói là còn bớt đi đấy. Đã có ăn. Thế có bớt được. Có ăn. Đương tỷ phú kìa. Có 5 triệu. Tướng có ăn nha. 5 triệu bước này 500 mà 5 triệu rưỡi thúc rồi. Thằng Hà nó quay nó mang đi rồi. Quay máy mang đi rồi. 5 triệu rưỡi rồi. 5 triệu rưỡi rồi. Con của ông Phượng trước kìa. Đấy còn 2 con lành lắm.